Tập 33. Sao anh không ngủ nữa đi? Cô làm tôi sợ quá. Tôi đáng sợ đến vậy không? Từ từ thôi. Nhật còn không sợ, vậy mà lại sợ tôi. Tôi có đáng sợ đến vậy không? Tôi sợ phản ứng có điều kiện. Đánh chết cô biết không? Anh làm gì thế? Sao anh lại nhìn tôi như thế? Anh nói đi chứ. Cô đừng nói chứ. Tôi lớn thế này rồi, lần đầu tiên quan sát kỹ một cô gái. Anh nói vậy là ý gì? Tôi thấy cô cười rất đẹp. Lúc ngơ ngác cũng rất đẹp. Lương Phi, cô xem. Lúc tức giận cũng rất đẹp. Nói chung, nói tóm lại là rất đẹp. Anh có thể đứng đắn một chút được không? Đứng đắn à? Để tôi đứng đắn một chút. Cô biết không, những gì tôi vừa nói đều là thật lòng. Tôi thề với trời. Cô biết khoảng thời gian cô bị Nhật bắt đi, trong lòng tôi cảm thấy thế nào không? Tôi thật sự sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Làm sao để hình dung cảm giác trong lòng tôi vậy? Cô rất quan trọng với tôi. Tôi không thể mất cô. Cô hiểu không? Tôi hiểu. Những gì anh nói tôi đều hiểu cả. Nhưng bây giờ tôi không thể tiếp nhận những điều này. Thế là thế nào? Lương Phi, tôi hiểu rất rõ. Sứ mệnh tôi từ Viên An đến đây để làm gì? Một ngày chưa đuổi được Nhật ra khỏi Trung Quốc, tôi vẫn muốn bắt buộc phải chiến đấu. Nếu cần thiết, tôi có thể hy sinh tính mạng bất cứ lúc nào. Thế nên tôi bây giờ không thể tiếp nhận phần cảm động và hạnh phúc này. Đây là hai phạm trù khác nhau. Cô cần phải phân biệt rõ gì không? Với tôi thì phải phân biệt rõ ràng. Lương Phi, nếu tương lai hai chúng ta đều vẫn còn sống, ngài nhìn thấy hòa bình, tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận tất cả điều này, tiếp nhận phần cảm động và hạnh phúc này. Nhưng bây giờ tôi không thể. Tôi chỉ có thể chôn nó dưới đáy lòng, chôn thật sâu. Anh có thể hiểu cho tôi không?
đợi đến ngày hòa bình. Hai chúng ta đã thành hôn rồi đấy, cô phải chịu trách nhiệm với tôi biết chưa? Đợi đến ngày hòa bình. Cười cái nào? Cười cái nào? Cười lên rất đẹp. Nào, ăn mì đi. Chị Cảnh Di thế nào rồi? Đỡ nhiều rồi. Lần giải cứu này may mà có cô. Cảm ơn cô. Anh còn quay về Trùng Khánh nữa không? Không về nữa. Vì sao thế? Vì sao? Chẳng phải trong lòng chúng ta đều hiểu rõ sao? Vậy tôi có thể ở lại đây không? Ở lại đây. Ở lại đội công tác vũ trang à? Liệu cha cô có đồng ý không? Ông ấy sẽ đồng ý thôi. Nhưng chuyện này tôi không quyết định được. Cô biết đấy, chuyện này có thể yêu cầu thủ tục rất phức tạp. Cần thủ tục gì tôi nhất định cố gắng đáp ứng. Trước đây, hồi anh tôi còn sống, tôi vẫn luôn thấy anh tôi rất giỏi. Cho đến khi tôi gặp được anh, tôi mới biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Quan trọng nhất là anh có lý tưởng, tín ngưỡng, không bàn đến sự sống chết, còn cả đám chiến hữu của anh. Bọn họ thật sự đều rất giỏi. Đúng là xuất phát từ đại nghĩa dân tộc mà giết giặc, chứ không phải là để lập công mong được ban thưởng, tham quan phát tài. Lương Phi, anh đã cho tôi thấy một khung trời khác ngoài Trùng Khánh. Dù anh có đồng ý hay không thì tôi cũng muốn ở bên cạnh anh, cùng anh kề vai tác chiến, cùng anh giết Nhật. Á Bình, cảm ơn cô đã nghĩ như thế. Có chuyện gì thế? Mau nói đi. Rõ. Cục trưởng, theo tin tức chúng tôi nhận được, bí thư chắc do người của Đổng Bằng giết. Việc này có thể là nhằm vào ngài. Tin tức có đáng tin không? Cục trưởng, chuyện không dám nắm chắc, tôi sẽ không nói lung tung. Được, tôi biết rồi, ra ngoài đi. Rõ. Quay lại. Chuyện này đừng nói với bất cứ ai. Rõ. Đi đi. Nào nào nào, dạy tôi làm buồn dìm đi. Cô Ê, cái gì? Tôi có tên, tên tôi không phải Ê. Xin lỗi nhé, Hắc Tử. Không phải anh tên là Hắc Tử chứ? Vậy anh họ gì? Tôi họ họ Hắc. Vậy anh tên gì? Tôi tên là Hắc Hắc. Cậu tránh qua một bên cho tôi. Hắc Hắc. Cô xem anh ấy có đen không? Quá ra vì nguyên nhân này. Hắc Hắc. Xin lỗi nhé, Hắc Tử. Tôi không gọi anh như thế nữa. Không sao, cô cứ gọi đi. Gọi Hắc Hắc cũng được.
Vậy không được, vậy là thiếu tôn trọng anh rồi. Tôi sẽ gọi anh là Hắc Tử. Hắc Tử, vậy tôi làm buồn nhìn đi. Cô à, cô không làm được đâu. Cô da dẻ mềm mại, cô làm sao có thể làm được việc này? Sao tôi lại không làm được? Tôi nói cho anh biết, anh đừng coi thường tôi. Anh có thể giết vật thì tôi có thể. Tôi, Bậc Cân Quốc, không thua đứng mày trâu. Anh hắc hắc cái gì? Tôi là hắc hắc. Anh không tin, anh coi thường tôi phải không? Vậy thế này đi, cô đi theo tôi. Nào, nếu như đầu cô có thể vượt qua cái cán này thì tôi sẽ tin cô. Anh nói đấy nhé. Đợi đấy. Làm nhé. Một, hai. Một, hai. Cười cái gì? Giúp tôi với. Nhanh lên. Làm nhé. Một, hai. Hay là cô xuống đi, ở yên đấy. Tôi sẽ tự lên, đừng động vào tôi. Tôi không tin. Lương Phi, anh thả tôi ra, thả tôi ra, mau lên. Buồn quá. Lương Phi, anh thả tôi xuống. Chẳng phải cô giỏi lắm sao? Khỉ cái lên cây. Lương Phi, thả tôi xuống. Đừng ngay ra đấy, mau lên đi. Đừng, đừng, đừng. Nào, nào, nào. Từ từ thôi. Lương Phi, ai bảo anh giúp tôi? Anh không giúp tôi. Tôi đã tự lên rồi, ai giúp cô đâu? Chẳng phải cô tự lên đấy sao? Phải không, Hắc Tử? Cô ấy tự lên đấy. Sao con người anh không có nguyên tắc vậy? Ai cho cô mặc đồ của tôi? Cô cởi ra cho tôi. Tôi thích mặc đồ của anh đấy. Sao anh không trông chừng cô ấy để cô ấy vào phòng tôi? Tôi cũng không biết cô ấy mặc đồ của cậu mà. Cởi ra, cởi ra đi. Không, tôi dạy cô, dạy cô. Tôi tin rồi. Tôi dạy cô làm buồn gì. Tôi thấy đại tiểu thư này quyết tâm ở lại đội công tác vũ trang rồi. Sức hấp dẫn của anh lớn thật đấy. Một hình á bình dính chặt lấy anh. Đại tiểu thư này cũng ngàn dặm xa xôi, liều sống liều chết đi theo anh. Chỗ có anh thêm một người không nhiều, bớt một người không ít. Hay là tôi cũng ở lại nhé. Ở đây quả là rất tốt, rất vui. Tránh phải quay về nghe đám người kia oán giận. Được rồi, cô đừng gây thêm chuyện nữa. Tắm nắng đi. Nói kiểu gì thế hả? Người khác ở đây thì được, tôi ở đây lại gây thêm chuyện à? Tôi nói cho anh biết, bát nước này anh phải giữ thăng bằng, không thì bát nào đổ anh cũng phải chịu. Tôi chẳng giữ bát nào hết. Cô mau mang bát nước vô dụng này đến Trùng Khánh cho tôi. Đừng để đồ kéo bỏng người khác. Cô ấy, tôi có mang gì được không? Tôi là đặc phái viên của đội cắt Nhật Bản. Tôi yêu cầu các người lập tức thả tôi ra. Im đi. Tư lệnh Yamaya sẽ đập tiền chúng tôi. Sao rồi đội trưởng? Vừa rồi vừa cứng. Nếu không phải có chính sách buộc phải đối xử tốt với tù binh thì tôi sớm đã lột da hắn rồi. Làm tù binh rồi còn ngạo mạn như thế. Tôi yêu cầu được đãi ngộ tốt. Đây là điều luật pháp quốc tế quy định. Các người không thể đối xử với tôi thế này. Vậy luật pháp quốc tế có quy định các người có thể ở đất nước của người khác cướp con của người ta không? Làm sao cậu biết? Đừng tưởng rằng kế hoạch của các người cài thêm mật mã là chúng tôi không giải được. Cái gì thế hả? Đối đến luật pháp quốc tế với tôi. Người như các người, từ sự kiện Phụng Thiên đến giờ đã làm bao nhiêu chuyện đoạn tử tuyệt tôn ở Trung Quốc? Còn mặt mũi đối đến đãi ngộ tốt với tôi sao? Các người không thể đối xử với tôi thế này. Nói, nhiệm vụ của các người khi nào tiến hành? Lương Phi, chú ý kỷ luật. Với hạng súc sinh này thì không cần. Nói, đây là cơ mật của nội các. Nếu ông không nói, tôi sẽ biến ông thành bí mật của căn phòng này. Tôi nói kế hoạch này được nội các lập ra vào tháng trước, được triển khai ở cả Hoa Bắc, Hoa Đông và Hoa Nam. Lấy khu vực Hoa Bắc làm thí điểm. Đợt đầu tiên ở Sơn Đông phải bắt đi 300 đứa trẻ. Tôi vẫn chưa kịp đến Bắc Bình.
bàn bạc với tướng quân Okamura thì đã. Dẫn đi. Khai thật rồi phải không? 300 đứa trẻ. Chuyện này quá quan trọng, tôi buộc phải báo cáo với Diên An. Ăn cơm rồi. Đẹp thế này à? Sao đắng thế này? Tối thừa. Rau dại nhà cô có vị ngọt à? Hai chị này, hai chị có thể nuốt được đồ ăn này à? Đại tiểu thư, nếu cô ở Thượng Hải đói 2-3 năm thì cô sẽ biết là món gì cũng ngon. Câu này tôi thích nghe. Hắc tử, chỗ anh có đồ ăn cho trưởng quan ăn không? Đồ ăn cho trưởng quan? Còn đồ ăn cho trưởng quan? Cô nghĩ gì thế? Tôi nói cho cô biết, chỗ chúng tôi làm lính với làm quan đều ăn như nhau, không như quốc dân đảng các cô đâu. Không ăn được à? Thế này làm sao ăn được? Anh nhìn đồ ăn đi, chẳng có chút mỡ nào, đến cả miếng thịt cũng không có, còn cả bánh rau dại này nữa. Sao đắng thế hả? Nhìn cô giống miếng thịt. Đúng là đại tiểu thư giai cấp tư sản. Không ăn được thì quay về Trùng Khánh. Tình hình bây giờ là thế nào? Tiền tuyến ăn đói, hậu phương ăn đo. Cô thuộc kiểu hậu phương ăn đo. Anh nói linh tinh. Cha tôi cũng ở tiền tuyến kháng dược. Cha cô chính là kiểu tiền tuyến ăn đói. Nếu người Trung Quốc đều giống như cha cô thì quân Nhật đã không vào được. Tiền tuyến chính là như thế, không ăn được thì quay về. Anh yên tâm, tôi khẳng định có thể ăn được. Tôi nhất định sẽ trở thành một chiến sĩ đạt tiêu chuẩn. Cô uống ngụm nước đi. Không cần. Được đấy. Lương Phi, Đinh Tiểu Tử này ở đội công tác vũ trang chúng ta chưa đầy 3 tháng, khẳng định có thể trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Nếu cậu không chịu dạy thì để tôi dạy. Đúng đấy, không hề có bệnh tiểu thư, còn không yếu đuối, phải không Hắc Tử? Hắc hắc hắc, có phải anh vừa mới nói là anh sẽ dạy tôi không? Nghe thấy chưa? Không cần. Hắc Tử muốn dạy tôi nhưng tôi không cần anh ấy dạy tôi. Giao cho anh đấy, nghe thấy chưa? Cho em cơ hội đấy. Vì sao lại là em? Vì sao lại là anh? Chỉ nhường cơ hội cho cô đấy. Á Bình, cô nhận đi. Ăn đi. Lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Ăn đô rồi lên đường. Tôi không đi. Hình Á Bình muốn gia nhập đội công tác vũ trang. Tôi cũng đang đau đầu đây. Dù sao cũng là người của cục đặc chiến. Tính cách cô ấy cô cũng biết đấy. Cô ấy khác với đám người kia. Cô bảo mấy hành động này, nếu không có Á Bình thì đúng là chưa chắc đã có thể thành công. Hai cha con Hình Quảng Nghĩa này, đúng là chúng ta cần phải lôi kéo. Á Bình là một cô gái tốt, đúng vậy. Nếu cô ấy muốn gia nhập đội công tác vũ trang thì khẳng định là hoan nghênh rồi. Chỉ là chuyện này cần phải xin chỉ thị của ủy ban khu. Cũng được. Nhắc đến Á Bình, tôi lại thấy Tiêu Tiêu là một vấn đề khó. Cô ấy buộc phải quay về Trùng Khánh. Tôi không muốn quân trưởng Đinh vừa phải ở bên ngoài đánh trận, vừa phải lo lắng cho sự an toàn của Đinh Tiêu Tiêu. Quay về bàn bạc kỹ lưỡng với Khải Văn. Tài liệu của Takeda không phải là chuyện nhỏ. Tôi hiểu, tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Có cần áp giải Takeda đến Trùng Khánh công bố với mọi người kế hoạch của Nhật không? Trùng Khánh dù sao cũng quá xa. Nếu để bị Nhật để mắt đến thì thực sự không dễ giải quyết. Quân trưởng Đinh lại ở gần đây, chúng ta có thể đi tìm ông ấy, nhân tiện đưa Đinh Tiêu Tiêu về. Cô ấy ở đây quá nguy hiểm. Tôi cũng rất lo lắng. Tôi sẽ nói với Khải Văn. Anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Tôi thì thôi, tôi vẫn nên ở lại đây thì hơn. Quân Nhật sắp giải quyết rồi. Tôi thấy anh không sẵn sàng đợi lệnh, mà là sẵn sàng ở bên Lưu Cảnh Di.
đừng tưởng tôi không nhận ra. Dù sao tôi cũng đã gặp một số người. Đinh Tiêu Tiêu chưa trải sự đời, dám yêu dám hận. Khải Văn để mắt đến Á Bình đã lâu, nhưng hình Á Bình lại thích anh. Đối thủ nhiều như thế, đừng nói linh tinh nữa. Tôi thực sự lo cho Á Bình và Tiêu Tiêu. Trong lòng anh chỉ có Lưu Cảnh Di. Hai người họ không có kết quả đâu. Kết quả với không kết quả cái gì? Hình Á Bình, tôi coi cô ấy là chiến hữu, vẫn luôn kề vai chiến đấu. Đinh Tiêu Tiêu này cũng rất đáng yêu, nhưng buộc phải đưa cô ấy về. Anh nhớ kỹ, chỉ có phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Được rồi, tôi đi đây. Chú ý an toàn. Cho dù anh không để mắt đến tôi, thì trong lòng tôi, anh vẫn là một đại anh hùng. Tôi phục anh. Cảm ơn. Trong mắt tôi, cô cũng thế. Có câu nói này của anh là đủ rồi. Nếu như lúc nào đó anh nhớ đến điểm tốt của tôi, thì nhớ đến tìm tôi. Mau đi đi. Đi nhé. Anh Hình, thật không ngờ anh lại đến chỗ tôi. Trước đây chúng ta đã giao hẹn rồi, chưa đến lúc bất đắc dĩ tôi sẽ không đến chỗ anh. Anh Thường, xem ra tôi rất khó thoát được kiếp nạn này. Bí thư của tôi bị đám Đổng Bằng giết rồi. Anh Hình, anh muốn rời khỏi Trùng Khánh à? Anh muốn đi đâu để tôi sắp xếp? Nếu tôi chạy thế này, chẳng phải sẽ thành sợ tội bỏ trốn sao? Vậy anh muốn tôi làm gì? Anh cứ việc nói. Bây giờ con bé đang ở Tây Nam. Số tài liệu này liên quan đến bằng chứng phạm tội của Đổng Bằng và danh sách cuộc đặc chiến ở khu vực địch chiếm đóng. Ở đây có một bức thư do chính tay tôi viết. Anh đích thân đến Tây Nam một chuyến, giao nó vào tay Á Bình. Nói với nó tuyệt đối không thể quay lại Trùng Khánh. Anh là người đáng giá để tôi tin tưởng nhất. Giao cho anh đi. Anh Thường, nhờ anh. Tôi ở bên ngoài giàu sinh ra tử. Anh thì hay rồi, một mình ở đây uống rượu chẳng thấy bóng dáng đâu. Sao thế? Trong mắt cô, Khải Văn này thực sự là một con rùa rụt cổ à? Không, cô thực sự tưởng rằng cô mạng lớn, có thể thoát khỏi bơm hẹn giờ ở trong xe à? Làm sao anh biết? Bơm cho Đậu Tiểu Phàm hạ lệnh cài. Tôi không rảnh gỡ nên đã rút đồng hồ, mất đến hơn 20 phút. Nên sau này trước khi cô trách người ta, phải làm rõ mọi chuyện trước đã. Được đấy, tôi phải nhìn anh với cặp mắt khác rồi. Nói đi, phải cảm ơn anh thế nào? Sao thế? Có tâm sự à? Cô bảo tôi khoe khoang là sát thủ số 1 của cục đặc chiến, vốn tưởng rằng mình có bản lĩnh có thể so tài với Lương Phi. Nhưng bao nhiêu lần trơ mắt nhìn Lương Phi một mình đánh Nhật, đấu với quân Nhật, vậy mới gọi là bản lĩnh thực sự. Khi nào tôi mới có thể chiếc giật thoải mái như Lương Phi? Có lẽ anh nên đến đội công tác vũ trang xem thử. Không chỉ Lương Phi, mà các chiến sĩ ở đó cũng khác với chúng ta. Hôm nay không có anh, Đậu Tiểu Phàm đã thành công rồi. Kính anh. Kính tôi. Phải. Vì ban nãy anh đã chịu phục Lương Phi. Mau uống đi. Uống xong còn gì quan trọng. Tế Nam gửi điện báo đến. Ra ngoài đi. Rõ.
Anh, thằng nhóc này trốn ở đây tập lén tập luyện à? Khá chuẩn đấy. Anh, hay là anh dạy em phi tiêu đi. Cứ từ từ, đợi em lớn rồi anh sẽ dạy em. Anh đừng coi thường em. Nếu anh không dạy em sẽ nhờ chị Cảnh Di dạy em. Bây giờ em đi luôn. Chị Cảnh Di vừa khỏi bệnh, hiểu không? Phải nghỉ ngơi lấy sức, đừng quấy rầy chị ấy. Anh đừng lừa em. Vừa rồi em còn thấy chị Cảnh Di tập võ ở bên kia mà. Làm gì thế? Trốn ở đằng sau, lén lén lút lút. Ai lén lén lút lút? Em sợ quấy rầy chị. Ngã có đau không? Đi, qua bên kia ngồi đi. Chị Cảnh Di, chị học võ từ khi nào thế? Từ nhỏ theo sư phụ học võ. Vậy chị và Lương Phi ai giỏi võ hơn? Tất nhiên Lương Phi giỏi hơn rồi. Nếu em muốn học được như chị thì phải mất bao lâu? Học võ phải học từ võ. Bây giờ em học hơn muộn rồi. Tiêu Tiêu, thực ra kháng dược có rất nhiều cách, không cần thiết cứ phải học võ làm đặc công. Cho dù là ở hậu phương, chỉ cần em làm việc phù hợp với sức mình thì đã là cống hiến cho đất nước rồi, không phải sao? Chỉ có thể giống được sao? Ở hậu phương em có thể gặp được Lương Phi không? Vì sao nhất định phải gặp được Lương Phi? Vì em yêu anh ấy. Thẳng thắn thật đấy. Em có gì mà không thể thẳng thắn chứ? Tiêu Tiêu, em biết đấy. Bây giờ quân trưởng Đinh đang tác chiến ở tiền tuyến. Thực ra bây giờ em rất nguy hiểm. Nếu em xảy ra chuyện gì, bọn chị không thể ăn nói được với cha em đâu. Có gì để nói đâu. Hổ phụ sinh hổ tử. Cha em có thể đánh giật thì em cũng có thể. Xem cô giỏi chưa kìa. Mau ngồi xuống đi, không lát nữa gió thổi bay cô luôn đó. Lương Phi, có phải anh thấy Đinh Tiêu Tiêu này chỉ làm liên lụy đến anh không? Hôm nay anh nói đi, làm thế nào mới cho tôi ở lại? Cô xuống đi, anh nói trước đi. Cô xuống đi. Tiêu Tiêu, em xuống trước đi. Vì sự an toàn của cô. Ở lại phải không? Thế này đi, tôi đứng ở đây được không nào? Cô có thể khiến chân tôi di chuyển thì cô ở lại đây. Chỉ vậy thôi à? Anh nghĩ kỹ chưa? Đừng hối hận đấy. Để tôi xem thử bản lĩnh của cô. Nghĩ kỹ rồi nhé. Sao anh không biết nặng nhẹ gì thế? Tiêu Tiêu, ngã có đau không? Có đau không? Dậy đi. Tiêu Tiêu,
Sao anh lại như thế? Tốt cho cô ấy thôi. Gặp phải quân vực, cô không biết sẽ chết thế nào. Báo cáo. Cục trưởng, điện đài kia lại xuất hiện rồi. Nội dung điện báo có vẻ liên quan đến hành tung của nhân viên đặc công ở Tế Nam, nhưng nội dung cụ thể tạm thời chưa thể giải mã được. Tiếp tục nghe đi. Rõ. Lão Hình, điện đài bí mật lại xuất hiện. Nội dung điện báo là gì? Tạm thời vẫn chưa giải mã được, nhưng đôi câu dạy từ cho thấy có liên quan đến nhân viên hành động ở Tế Nam của cục đặc chiến chúng ta. Lão Hình, anh bảo điện báo này từ lần đầu xuất hiện đến bây giờ đã lâu như vậy rồi, sao bộ phận của anh lại không giải mã được thế? Đổng Bằng, anh có ý gì? Anh đừng để bụng, anh yên tâm, tôi lập tức cho người điều tra chuyện này. Cục trưởng Đổng, anh đừng quên, bây giờ Tiêu Tiêu đang ở Tế Nam, tôi thật sự không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì. Cục trưởng, Hình Quản Nghĩa đã phát hiện ra rồi, sự thật đã rất rõ ràng rồi. Ra tay. Hồ Khách, cậu có dám chịu trách nhiệm vì sự điều tra phán đoán của mình không? Cục trưởng, tôi đã đi theo ngài mười mấy năm, mong ngài tin vào sự phán đoán của tôi. Báo cáo. Vào đi. Cậu biết cô ấy không? Tôi biết. Cô ấy là trợ thủ của tôi. Cô ấy không phải là trợ thủ của cậu. Cô ấy là cấp trên của cậu. Cậu đã từng nghe nói đến việc quân ta có một nữ gián điệp tiếng tăm lừng lẫy, tên là Kumiko Kurihara chưa? Chính là cô ấy. Cô thật sự là nữ gián điệp Kumiko sao? Sao cô lại che giấu lâu như thế? Còn để tôi làm thầy của cô nữa. Vì sao cô lại lừa tôi? Trưởng ban, nếu anh hiểu đội Hắc Long, tôi nghĩ anh sẽ không hỏi như thế nữa. Rất xin lỗi vì đã che giấu anh lâu như thế. Vì tôi là người phụ trách khu vực Hoa Bắc của hội Hắc Long. Thân phận của tôi ở Trung Quốc chỉ có vài người biết. Hội Hắc Long phục vụ quân đội, nhưng không lệ thuộc vào quân đội. Chúng tôi có nhiệm vụ của chúng tôi, mà nhiệm vụ của tôi chính là lợi dụng thân phận Đỗ Tiểu Phàm ở Trung Quốc tận trung với đế quốc. Tư lệnh yên tâm, Kumiko tuyệt đối sẽ không làm hỏng danh tiếng của mình. Mục tiêu duy nhất bây giờ của tôi chính là giết Lương Phi. Hành động của tôi còn cần sự giúp đỡ của tư lệnh và quân đội. Được. Tôi mong sớm nhận được tin tốt từ cô. Rõ. Chị Cảnh Di, Á Bình, em chín chắn hơn Tiêu Tiêu. Trên đường phiền em chăm sóc Tiêu Tiêu. Chắc chắn rồi. Ngồi đi. Lương Phi nhất định đã nói với chị chuyện em muốn ở lại rồi phải không? Nói rồi, nhưng chuyện này phải được sự đồng ý của cha em. Chỉ cần cha em đồng ý, bọn chị chắc chắn sẽ chào đón em. Em nghĩ chị chưa chắc đã thật lòng chào đón em. Vì sao thế? Vì chị biết em muốn ở lại là vì Lương Phi, vì em thích anh ấy. Vì sao phải nói với chị những chuyện này? Vì em biết chị cũng thích anh ấy. Á Bình, mặc dù hai chúng ta không tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng chị hiểu suy nghĩ của em. Lương Phi là một đại anh hùng, em thích anh ấy không hề sai.
Chị thực sự nghĩ vậy sao? Á Bình, chỉ cần trong lòng Lương Phi có em, chị sẽ giấu kín tình cảm trong lòng, chân thành chúc phúc cho hai người. Dù nói thế nào, em cũng sẽ không thua chị đâu. Á Bình, chỉ cần Lương Phi trong lòng có em, tôi sẽ giấu kín tình cảm trong lòng, chân thành chúc phúc cho hai người. Dù nói thế nào, em cũng sẽ không thua chị đâu. Á Bình, chỉ cần Lương Phi trong lòng có em, đi nào, nhanh lên. Lương Phi, tên khốn này, tôi hận anh. Sao anh có thể đối xử với tôi như thế chứ? Trói chân hắn chặt một chút, đừng để hắn chạy mất. Hắc tử, lại đây. Sao thế? Hắc tử, quan hệ của chúng ta thế nào? Rất tốt. Tôi cũng thấy thế. Anh xem anh ấy trói tôi thế này, tôi thấy vô cùng khó chịu. Cởi ra cho tôi đi. Thực ra tôi thấy cô vẫn nên về đi. Vì sao chứ? Nếu cô ở đây xảy ra chuyện gì, chúng tôi không gánh vác nổi đâu. Anh gánh vác cái gì chứ? Tôi vốn đã đen rồi mà. Anh là đồ đen thui lui. Trời còn chưa tối mà, trước khi trời tối khẳng định sẽ đưa cô về. Anh có cởi ra không? Cậu xem các cậu ngốc chưa kìa, trói người ta mà cũng không biết. Để tôi giúp cậu. Chị Á Bình, chị Á Bình, chị Á Bình, chị Á Bình, chị Á Bình. Chị, bình thường chị đối tốt với em nhất, chị cởi ra cho em đi. Tôi đối tốt với cô, để tôi cởi ra cho cô. Anh yên đồng, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, em hứa với chị đi gặp quân trưởng Đinh, chị sẽ cởi trói cho em. Em đi gặp ông ấy làm gì? Em muốn ở lại đây. Cô ở lại đây làm gì? Quay về để cha cô dạy cô tử tế, đừng gây thêm chuyện. Tôi gây thêm chuyện gì rồi? Không gây thêm chuyện gì sao? Không. Chị Cảnh Viên, chẳng phải chị nói sẽ đưa em đến trường Kháng Dược sao? Em không phải quân Dược, cũng không phải Hán Giang. Các chị đối xử với em thế này không được đâu. Có gì không được, phải trói cô lại. Ban nãy là ai trốn vào trong nồi? Nếu không phải tinh mắt thì đã hầm cô luôn rồi. Đó chẳng phải là do anh ép sao? Ai ép chứ? Tiêu Tiêu, em ở bên cha em, cha em sẽ không còn lo lắng gì nữa, sẽ có thể dốc hết sức đánh thắng trận. Em thế này sẽ làm ông ấy phân tâm. Còn chuyện trường Kháng Dược cũng phải được sự đồng ý của cha em. Chỉ cần ông ấy đồng ý, chị sẽ lập tức viết thư giới thiệu cho em. Được rồi, đừng nói nữa. Nói nữa cô ấy cũng không chịu nghe. Hắc tử, khi người trên đường đi phải ngoan ngoãn đấy. Sao thế? Khiên đi. Khiên đi à? Làm gì? Làm đi. Xin lỗi nhé. Từ từ thôi, từ từ thôi. Đi nào. Lương Phi, tên khốn này, tôi hận anh. Tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Anh, tôi hận anh. Cảm ơn. Đừng hét nữa, đừng hét nữa. Đến rồi, đến rồi. Quân Dực xấu xa, cút về đất nước các người đi. Ở chỗ chúng tôi làm gì thế hả? Đi thôi. Tổ trưởng, tất cả đã hoàn tất tập kết. Xuất phát. Rõ. Xuất phát. Đậu Tiểu Phàm được tin tổ hành động đặc biệt sẽ chuyển Takeda đi. Đi cùng đoàn còn có con gái Đinh Ngọc Sơn, Đinh Tiêu Tiêu. Nếu hành động thành công, chúng ta không những có thể cứu được Takeda, mà còn có thể bắt được con gái Đinh Ngọc Sơn, Đinh Tiêu Tiêu. Nguồn tin đáng tin cậy không? Dù sao đội Hắc Long cũng có những nguồn tình báo mà quân đội chúng ta không biết được. Được lắm. Tư lệnh, không ngờ Đậu Tiểu Phàm lại là Kumiko tiếng tâm lẫy lừng, làm tôi không dám tin. Tôi muốn nhường chức vụ trưởng ban cho cô ấy.
cậu phải phối hợp tốt với cô ấy. Tôi đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn Lương Phi nữa rồi. Rõ.